Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình, nhằm đem đến những chương trình thiết thực với mọi người, mọi nhà. Việt News USA xin chào đón quý khán giả đến với chương trình Đi chợ giùm bạn với sự công tác của chợ AZ International Marketplace, hay còn gọi là chợ Mekong mới. Chương trình sẽ truyền hình trực tuyến lúc 11 giờ sáng mỗi thứ sáu hàng tuần tại chợ AZ International Marketplace, với những mặt hàng tươi ngon với những giá khuyến mãi đặc biệt nguyên tuần trên kênh Facebook của Việt News USA, và sau đó sẽ phát hình vào 8 giờ tối cùng ngày trên channel YouTube Việt News USA. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Mời quý đồng hương hãy đến với nhà hàng Mekong Palace, nhà hàng được bình chọn The Best Điểm Sống in Arizona, với những món điểm sống ngon được mọi người mến chuộng như xíu mại, há cảo tôm hấp, chân gà nấu tương đen, bánh cuốn, bánh bao xá xíu, xôi hấp lá sen, v.v. Ngoài ra, nhà hàng còn nhận đặt tiệc, catering tận nhà hoặc venue cưới. Nhà hàng Mekong Palace mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ bảy và chủ nhật, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, điểm sống từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhà hàng Mekong Palace tọa lạc tại 66 South Dobson Road, phòng 120, Mesa, Arizona, 85202. Điện thoại 480-962-0493, 480-962-0493. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì là 30 Tết, và không gì khác hơn thì chúng ta làm một cái chương trình đi chợ giùm bạn ở tại chợ AZ International Marketplace. Và trong chợ hôm nay thì chúng ta sẽ coi có những cái gì đặc biệt, và mời quý vị cùng nhau đi sắm Tết. Quý vị, khi chúng ta vào chợ AZ International Marketplace thì chúng ta cũng sẽ thấy những cái bảng giá bên này. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ focus về cái chương trình chuẩn bị đón Tết của chợ AZ International Marketplace. Xin mời quý vị cùng theo Trần Trọng Phúc vào bên trong để chúng ta cùng gặp những cái cô chủ tiệm như khách hàng ở chỗ chợ. Một xin mời quý vị. Hello, chào người đẹp. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy được cái khung cảnh bên này là cái nơi mà chúng ta sẽ để chụp hình cho khách quán quý vị tới chụp hình. Và nhân dịp hôm nay thì hỏi chị Điểm nè, cái không khí Tết làm chị cảm giác như thế nào? Có nhớ cái Tết ở Việt Nam không? Rất là nhớ, tại vì 20 năm rồi em không nhớ về Việt Nam. Dạ vâng, thì trong cái thời điểm này đó thì gọi là đêm 30 Tết ở tại Việt Nam thì chắc là mình cho cái nhạc off đi ha. Dạ. Dạ, chị nào bên này kia. Dạ. Để rồi mà chị Diễm sẽ có cơ hội chia sẻ tâm sự của mình. Dạ. Và thưa quý vị, cũng nói trên cái phần mà chia sẻ tâm sự thì ngày mai là mùng 1 Tết thì chúng ta sẽ có cái phần mà đốt pháo và múa lân. Thì chúng ta sẽ có hai cái chương trình thứ nhất á, tại chợ Mekong, Mekong 1 đó, thì chúng ta sẽ có phòng đốt pháo lúc 11:30, và Mekong 2 là tại đây, hay là Mekong mới đó, thì chúng ta sẽ có đốt pháo lúc 12:00 và múa lân. Và sau 3:00 thì chúng ta sẽ có cái chương trình hội chợ Tết ở bên ngoài parking lot rất là lớn. Quý vị thấy không? Cái pháo đây nè, rất là nặng nha quý vị. Ok, cái pháo này là 16.000 viên sẽ đốt pháo. Quý vị thấy nó rất là nặng, quý vị thấy không? Nặng lắm đó. Trên quý vị sẽ tới để coi đốt pháo múa lân, dẫn con em của mình một lần nữa là 11:30 tại chợ Mekong mới, và 12:00 thì tại Mekong AZ International Marketplace là Mekong mới này là 12:00, còn Mekong 1 đó là 11:30. Và hội chợ cũng sẽ có đốt pháo múa lân luôn, thì lúc 3:00 cho tới 9:00. Mời chị Diễm. Dạ, mời cô. Thì trong cái không khí mà chuẩn bị đón Tết thì chị có đôi lời gì đến với quý đồng hương cũng như khán giả tại Việt News? Dạ, thì hôm nay là ngày 30 Tết, Diễm được thay mặt cho chợ DC International đây còn gọi là chợ Mekong công mới. Xin được tri ân đến quý đồng hương đã nhiệt tình ủng hộ chợ trong suốt một năm qua, cũng như là trước thềm năm mới, Diễm xin được thay mặt chợ AZ International Market kính chúc quý đồng hương một năm mới thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là làm ăn phát tài,
vượng, cũng như là không quên chúc cho Trọng Phúc và Việt News USA một năm mới được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và có nhiều show chậu nha. Dạ vâng. Và cảm ơn chị rất là nhiều, cũng như cảm ơn chợ AZ International Marketplace đã đồng hành với Việt News trong suốt bây giờ cũng là tháng thứ 6 rồi không chị ha. Đồng dân rất là nhanh để chúng ta có thể có chia sẻ những cái thông tin thiết thực về chợ búa. Và chúng ta thấy rằng Trọng Phúc rất là vui khi đồng hành với chợ AZ International Marketplace. Chúng quý vị biết là chợ AZ là một cái chợ rất là lớn. Đối với người Việt là chợ gần giống như đối với Trọng Phúc này là Trọng Phúc nói là cái chợ này lớn nhất của cộng đồng người Việt của chúng ta đó. Và rất là nhiều mặt hàng, và ngoài ra thì chợ rất là sạch sẽ và hàng hóa thì đủ sự lựa chọn, tươi sống và giá cả rất phải chăng. Và đặc biệt không biết quý vị có biết không, thì chợ đại chợ AZ, quý vị mua bất kỳ món hàng gì mà không có phải on sale đó thì quý vị đều được 10% off. Và quý vị khi mà ra tính tiền, quý vị có cái gift đó, để coupon đó, để quý vị mua lại lần sau. Quý vị có thể quay trở lại mua liền cũng được, nhưng mà quý vị muốn để dành để lần sau đi chợ tiếp thì ta dùng cái coupon 10% đó để mua lại. Chứ không có chợ nào có, mặc dù trước kia cũng có một vài chợ có thử sử dụng nhưng mà không có tiếp tục nữa. Còn riêng chợ AZ thì hàng có nhiều, ngon, đẹp, rẻ mà lại còn có cái phần discount đó nữa. Nên cái đó là cái mà quý vị nên thấy đây. Đây là một cái chợ mà chúng ta có thể đến, đi một chợ khoảng không đi nhiều chợ. Và khi nói đến đi chợ thì chúng tôi thấy có cái cô cô khách hàng của chợ. Dạ. Thường xuyên là customer. Đi chợ thường xuyên, và hôm nay ngày 30 cuối năm thì đi chợ mua đồ Tết để về cúng gia thừa. Thì đi chợ thường rất là thường xuyên, còn giống như là gọi là mỗi ngày thì cũng hơi quá, nhưng mà cũng không có phải, phải không chị? Thì nghĩa là hai ba ngày đi chợ lần, bởi vì nhà cô chắc gần đây, và thành ra đi chợ cho nó tươi, khỏi mất công phải là đi. Nhiều khi chúng ta ở xa thì chúng ta đi chợ tuần lần, nhưng mà như vậy thì tại sao cô chọn chợ này thay vì chọn những chợ khác? Đi chợ này đủ đồ mua, đi một lần chợ này cho nó dễ, không đi tới luôn nữa, như vậy sạch sẽ, đồ cũng tươi. Thì Trọng Phúc thấy là cái Trọng Phúc thường chia sẻ đó là đi chợ này mình khỏi đi phải hai ba chợ, tại nhiều khi có những cái chợ ta có thứ này mà không có thứ khác. Mà chợ này thì có đầy đủ hết. Mà cũng được sự lựa chọn, ví dụ nước mắm đi, cũng nhiều loại nước mắm chứ không phải là một hai loại để mình chọn. Đi chợ này thoải mái. Tôi thích đi chợ này không? Và sẵn cái trong cái dịp này thì cô có thể gửi lời đến quý vị đang coi chương trình chúc Tết đi. Chị em gần xa thì gần đi, nhớ đi chợ trong đường lốt quay này nha, trong hai đó là năm mới đó. Đi chợ này đi ăn nó rẻ, nhưng mà đi thoải mái, tinh đậu rồi cũng thoải mái. Rồi năm mới tổ chức tất cả được năm mới dồi dào sức khỏe nha chị em, rồi tất cả mới được rồi. Cảm ơn cô rất là nhiều, cũng như thú vị. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái đợt ngày hôm nay là đêm 30, ở Việt Nam thì đã giao thừa rồi. Tuy nhiên thì chúng ta thì còn có mấy tiếng nữa thì chúng ta sẽ đến đón giao thừa. Trên quý vị, ngày mai là thứ bảy, là mùng 1 Tết, là ngày February 10 là mùng 1 Tết, thì ở tại chợ Mekong mới, là chợ bên kia, bên Mekong cũ chứ, Mekong 1 đó, thì bên kia thì bắt đầu cái đón giao thừa, gọi là đón năm mới đó, là lúc 11:30 buổi sáng, và cũng đốt pháo mua lần. Và nếu quý vị muốn qua bên này thì chúng quý vị tới bên này thì chúng ta sẽ có là từ bên kia qua bên này là chỉ trong vòng khoảng vài phút thôi, nhưng mà bên này thì tổ chức lúc 12 giờ, thành ra quý vị sẽ có đốt pháo và múa lân lúc 12 giờ. Quý vị thấy một anh pháo rất là lớn và 16.000 viên. Ok. Và ngoài ra thì chúng ta có cái phần đốt pháo múa lân và hội chợ Tết ở phía bên ngoài hoặc là lát bên này kiểu ngày mai luôn, từ 3 giờ cho tới 9 giờ với rất là nhiều cái chương trình, nhiều gian hàng, đủ thứ hết, để quý vị có thể đến tham dự. Một lần nữa, đừng quên đến với chợ AZ International Marketplace mỗi tuần. Thì cái chương trình chúng ta làm trong ngày thứ 6, nghĩa là cái mặt hàng chúng ta sẽ sale từ thứ 6 cho tới thứ 5 tuần sau, phải không chị? Trên quý vị con sẽ tới thấy rất là nhiều cái mặt hàng non sale. Và bây giờ thì để cho chị Diễm làm việc thì chúng ta sẽ đi chợ. Happy New Year. Happy New Year chị. Lúc nào cũng khỏe, cũng vui vẻ và đẹp sáng nha. Big News nha. Cô cảm ơn cô nha. Rồi, cô lúc nào cũng khỏe mạnh vui vẻ. Rồi, chúng ta hãy đi ha. Thì khi chúng ta đến với chợ AZ International Marketplace thì chúng ta cũng sẽ thấy
với những mặt hàng on sale. Những mặt hàng on sale này thì chúng ta thấy cái bảng màu vàng là on sale trong tuần, nghĩa là bình thường sẽ là 4.99 thì hiện giờ on sale chỉ ở 4.18 cho cái phở vị gà. Cái chai Jinsu Hot Hot Sauce này bình thường là 4.19 thì hiện giờ còn 3.18, thì cái loại này là cái loại lớn nha quý vị. Loại này là loại 16 ao, cái là một pound 4 đó, một pound 04. Ok. Thì nó cũng rất là nhiều. Tuy nhiên thì bên phía bên này quý vị cũng sẽ thấy cái Jinsu là nhỏ hơn. Loại này nhỏ hơn thì bình thường là 2.19, hiện giờ sale còn 97 cent. Loại này ok, thì đó quý vị muốn mua loại lớn cũng được, mua loại nhỏ cũng được. Ok rồi. Và ngoài ra chúng ta có bột gia vị, gia vị rau củ á, là gia vị tinh chất rau, rau cải đó, thì bình thường là 8.69, hiện giờ chỉ còn có 6.98. Rồi chúng ta có bánh bánh gạo, bánh bánh tráng mà hình như là tapioca seed, là bột mì hay sao đó, bột năng đó, thì là bình thường là 3.79, hiện giờ chỉ còn có 2.88. Rồi miến, chắc miến là bình thường là 1.59, hiện giờ chỉ còn có 1.28. Nước mắm, ok, nước mắm thì này thì cũng rất là ngon nha quý vị. Bình thường là 3.97, hiện giờ chỉ còn 3.28. Người Việt Nam chúng ta ăn rất là nhiều loại nước mắm, thì nước mắm này là một với nước mắm con cua với con cá đó, thì ba loại nước mắm mà chúng ta người Việt chúng ta ăn nhiều. Còn nấu nướng thì chúng ta có nước mắm con mực ha. Ok rồi, bên này thì chúng ta có cái mì, bên này thì 2.89, hiện giờ còn sale là 2.28. Rồi cái hem bên này đó, hem heo đó, thì bình thường là 4.59, hiện giờ còn có 3.48. Purple jam thì chúng ta bình thường là 5.29, hiện giờ còn 3.98. Mà quý vị nào có con em mà muốn nấu spaghetti đó, thì có spaghetti sauce thì bình thường là 5.99, hiện giờ chỉ còn có 4.78. Và cái nước banana sauce là bình thường là 2.99, hiện giờ còn 2.48. Và nước mắm này soy sauce là xì dầu, bình thường là 5.19, hiện giờ còn 4.18. Ok, và qua mặt hàng bên này thì chúng ta có 3 dãy để mà đồ on sale trong tuần. Thì dãy này dãy thứ 3, đó là cái ham, cũng là cái đồ ăn mà chúng ta có thể các bạn trẻ thích ăn nè. Là 5.28, hiện giờ còn 4.18. Và cái sweet dry flour, bột gạo là bình thường bột gạo okay, bình thường là 3.29, hiện giờ còn có 2.48. Rồi đường đường mía đó, bình thường là 4.38, hiện giờ còn 3.68. Và cái nước uống này đó là bình thường là 7.38, hiện giờ còn 6.18. Dầu ăn vegetable oil đó là bình thường là 7.28, hiện giờ còn 6.18. Và nước uống này đó thì của người mẹ ha, là 2.68, hiện giờ còn 2.18 cent. Hai loại luôn nha quý vị. Cái loại orange hay loại sprite, chai cao, cổ điển của người mẹ. Ok rồi, và chúng ta sẽ đi vào cái số mặt hàng đồ. Ok, trước hết thì chúng ta qua thêm cái đấy, chúng ta còn có vài ngày nữa thôi. Thì nếu quý vị nào mà đi sắm Tết mà vẫn còn chưa, thì sáng nay Cẩm Phúc có thấy một số khách hàng người Việt của chúng ta cũng có đi sắm Tết để mua đồ trang trí Tết cho ngày mai. Thì chúng ta vẫn còn một ít hàng về bán pháo, về cây liễn đối Tết, rồi mứt, hộp dưa này kia, đủ loại hết quý vị ha. Rồi quý vị sẽ có lồng đèn, treo pháo, đeo rồi kẹo thèo lèo, rồi nho này kia, đủ thứ hết. Còn một số ha, không nhiều lắm, cho nên quý vị đã tranh thủ trước khi mà chúng ta qua năm mới khác cái mặt hàng. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một số mặt hàng, ví dụ như cái bảng như là vậy, là cái bảng màu xanh, thì cái bảng màu xanh là sale nguyên tháng, cái từ đầu tháng tới cuối tháng thì bảng màu xanh. Thì ví dụ cái mì này đó, bún tươi ba cô gái đó, cái loại này đó thì là 4.97. Ok, một bạch như vậy là 2 pound nha quý vị. Rồi đó, những cái bảng nào màu xanh là sale nguyên tháng, còn bảng nào mà màu vàng là
sale trong tuần là từ thứ 6 cho tới thứ 5. Và quý vị nhìn đây, bên này view cà phê đây, instant coffee. Quý vị thấy không? Instant coffee thì một bình như vậy á là bình thường là 4 đồng 57, hiện giờ còn 3 đồng 68 và 20 gói. Ok. Đi làm sáng này kia khỏi mất công làm thì quý vị mua cái đó. Ngoài ra thì bên này cũng có một số mặt hàng của cái đồ chơi Tết. Còn cá ngựa nè quý vị ha. Loto như hết rồi. Dạ, bộ cua cắt cột hết rồi. Dạ. Dạ thì quý vị thấy đây là cái ok, có bài, có bao lì xì. Ok. Rồi có hoa mai, hoa đào, đủ thứ hết. Thành ra còn một số cái đồ trang trí để treo mấy cây cây mai, cây đào gì đó. Ok, chữ thọ đây quý vị. Chữ phước chứ. Rồi. Đó, mấy cái chữ treo lớn chúng ta cũng có. Rồi. Và ngoài ra thì chúng ta có rất là nhiều mặt hàng quý vị. Đó, nhìn tổng quát đi. Chúng ta sẽ thấy rất là lớn, chợ rất là lớn, rất là đủ nhiều loại mặt hàng được qua quý vị lựa chọn. Tại là nếu quý vị mà tìm cái gì mà không ra cứ hỏi cho chợ thì sẽ có giới thiệu. Như vậy thì nó sẽ tiện. Ok, nhiều khi đi tìm nó cũng mệt, nhưng mà đi tìm cũng vui. Rồi. Apple đầu năm, ví dụ mình tặng cho người quen của mình những cái hộp Apple rất là ngon ha, hấp dẫn luôn. Tết ha. Thì chỉ có 22 đồng 99 cent là 23 đồng một hộp. Ok, rồi. Rồi cái trái lê cũng vậy, rất là ngon, hấp dẫn ha. Ok. Rồi. Rồi mấy cái lê này rất là nặng, quý vị thấy very heavy. Rồi. Ta trái 5 đồng 99. Okay. Trái cây thì đủ thứ hết. Cầu dừa đủ xài rồi, chỉ là có đầy đủ. Quý vị lo tới mua liền ha. Ok, chúng ta có cam này, có xoài này, có lê này, có táo này, có đu đủ này. Thấy cái đu đủ này nên mua. Ok, cứ đủ xài là cứ có cái đủ cái xài, là có xài bên kia đủ bên này, có đủ trái cây rất là dễ thương ha. Ok, rất là ngọt nha quý vị. Cái đu đủ này là đu đủ Hawaii, vừa đẹp trái, dễ thương để trang trí mà lại đầy rất là ngọt. Ok, còn dừa thì chúng ta có thùng luôn. Chúng ta thấy một thùng đây là 9 trái là chỉ có 17 đồng 98 cent on sale. Ok. Rồi bên này chúng ta có măng cụt nữa nè quý vị. Đó, măng cụt ha. Quý vị nói là lúc nào không có măng cụt, vừa có măng cụt vừa có vú sữa nữa. Vú sữa thì có bên kia. Dạ, chúng ta có cái sugar plum. Lạ nha, cái trái này lạ, để mình tìm mình hỏi bà con cái trái gì. Giống như trái táo nhưng mà cái màu sắc lại giống trái plum. Ok, chúng ta có cái vải nữa ha, có cái khế, có ổi, có xoài, bơ, trái mãng cầu đó, cầu cũng có ha, chúng ta cũng có cầu ha, có thanh long, cầu dừa, có cầu, có dừa, có đu đủ, có xoài. Ok. Ủa, bữa trước có chôm chôm luôn. Bữa nay hết chôm chôm rồi. Hôm nay không có chôm nữa rồi. Rồi cho có tắc nè quý vị ha. Đó, tắc không? Hấp dẫn không? Dạ. Yeah. Có tắc. Rồi có cái samboche. Đây, samboche. Ok ha. Mấy anh đang xếp hàng thấy mình chạy tới chạy trốn mất rồi. Chúng ta có mang trên cái vú sữa nữa ha. Đó, thiếu gì chanh dây rồi này kia đủ thứ hết. Rồi, đó là cái chuyện mà chúng ta về trái cây là không thiếu cái mặt hàng trái cây nào hết. Và ngoài ra chúng ta sẽ qua cái mặt hàng rau củ quả. Thì quý vị thấy rau củ quả thì chợ đây rất là nhiều, rất là tươi. Đầu năm chuẩn bị đi chợ mua những đồ được sẵn sàng hết. Ăn 3 ngày Tết khỏi cần nấu nướng gì hết. Ồ, quý vị thấy không? Chúng ta có những cái loại rau mà rất là thông dụng như là rau mồng tơi nè, đọt rau lan nè, rau dền nè, quý vị ha, những loại rau rất là Việt Nam và không phải chợ nào cũng có. Riêng chỉ chợ Asia thì chúng ta có những mặt hàng mà các chợ khác thường thường cũng có. Cúc Cần Ô thì một số chợ cũng có, nhưng mà ở đây là chợ còn thấy là có liên tục mấy tháng nay.
rồi ớt thì tươi thật là tuyệt vời, riêng đồ nữa. Rồi chúng ta có cải làng ha, rồi cải xanh, rồi một số một số loại rau củ quả khác mà chúng ta cũng thấy là thường xuyên có luôn, đó là củ sen, cái măng tre ha, rồi là bông chuối nha, đắp chuối đó, rồi những cái loại cái gì nấm thì mênh mông. Quý vị nói nấm thì đủ loại hết, mấy chục loại nấm luôn, không thiếu, gần giống như không thiếu những loại nấm mà chúng ta thường sử dụng. Các chợ không có như vậy đâu quý vị ơi. Còn lá chuối quý vị thấy không, lá chuối tươi đầy hết, nói bánh tét nói này kia chợ AZ không thiếu. Ok, lá sen nữa quý vị, lá chuối mình có thể tưởng tượng là có thể chợ có, nhưng mà lá sen thì gần giống như ít khi mình có, các chợ có thì ở đây chỉ có, lúc nào cũng có rất là nhiều. Ok, lá sen để chúng ta làm trưng bày cũng đẹp nữa, chứ không cần nói nấu ăn đó, cũng để mà gói rồi này kia đó. Rồi xà lách son, rồi cái gì cần nước, xào thịt bò, lá chanh số 8 cũng rất là nhiều những gì ha, là chanh số 8, xà lách. Ok, rồi thì là ngò hành rồi này kia thì bình thường rồi phải không quý vị, củ tỏi rồi này kia, lá tỏi cũng có đủ hết, rau quế để nấu phở rồi này kia, giá đầy đủ hết, giá đậu xanh cũng có, giá đậu nành cũng có luôn, muốn gì có nấy. Rồi rau thơm thì rất là tươi, đủ loại rau thơm. Đó, quý vị thấy không? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái hàng rau rồi, chúng ta củ quả. Rau quả dù qua để tới phần củ. Đây, phần củ thì quý vị thấy nè. Đây còn rau nữa. Củ thì rất là nhiều. Quý vị thấy không? Xào hay là chúng ta làm nấu cái gì nhúng giấm hay là lẩu này kia đó thì vẫn ok ha. Còn nấu nước súp này kia những củ như vậy chỉ có nó gọi là sâm đó quý vị. Sâm trắng thì cái loại này nấu nước rất là ngọt ha, là chỉ có 79 cent một hao. Quý vị mà dễ đó, chỉ rửa sơ gọt vỏ cắt vài khúc thả nồi nước là mình có cái nồi nước rất là ngọt rồi, và chỉ có 79 cent một hao. Không cần phải là nhiều khi ăn chay rồi này kia đó, sợ là ăn thịt cá này kia nó không có tốt cái sức khỏe thì quý vị làm bữa như vậy. Rồi còn cà chua thì chúng ta có 78 cent một hao, không biết cái bì như vậy ha. Rồi đủ loại hết, củ thì chúng ta cũng có đủ loại củ hết. Chúng ta có củ khoai mì này, củ khoai môn này, khoai lang tây này, củ sắn dây này, củ sắn này, củ khoai mỡ tím này, đủ thứ hết, khoai lang, khoai mỡ, cà chua, đủ thứ hết. Rồi thì khi qua phần củ xong rồi đó thì chúng ta sẽ tới qua bên cái phần mà thịt cá. Thì chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi chợ nhanh cái phần thịt cá thôi nha. Thì quý vị thấy đó, thịt cá thì chúng ta thấy thịt cá rất là nhiều loại mà chúng ta cảm thấy là mình có thể muốn ăn loại nào thì chúng ta sử dụng loại đó. Ok, thì cá thì nó tốt cho sức khỏe. Nếu quý vị nào mà một số người thì thích ăn chay thì là cũng nói rồi, còn những người muốn ăn thịt đó mà nhiều khi mà chỉ sợ ăn thịt nhiều quá không tốt thì ăn cá thì nó tốt cho cái sức khỏe nhiều hơn. Ok, thì cá đủ loại hết. Rồi mực nữa quý vị không? Chúng ta có mực ống, bạch tuộc nhỏ, bạch tuộc lớn, ống nhỏ, ống lớn như có đầy đủ hết. Tôm cũng vậy. Tôm thì quý vị ở đây quý vị thấy là đủ loại tôm. Và cái giá rất là nhẹ nhàng. Tôm cắn có đầu, cái loại lớn là quý vị, loại lớn thì rất là lớn. 40-50 đó là chỉ có 3.97 đồng cho một hao thôi. Rồi chúng ta có tôm cắn không đầu, loại lớn luôn. 31-35, 4.97 đồng cho một hao. Rồi tôm trắng có đầu, cái loại 20-30, loại bự hơn nữa, loại rất là bự quý vị thấy không, thì chỉ có 4.97 đồng cho một hao.
rồi cá, các vít bông lau, cá rô phi, cá chim, là đủ thứ, cá diêu hồng, đầy đủ loại, là cá nục này kia. Rồi còn về phần thịt thì quý vị thấy bên thịt bên kia thì chúng ta đã thấy mỗi ngày rồi, bây giờ mình đưa cái phần thịt bên đó qua bên này. Thì bên này thì chúng ta ngoài những cái mà chúng ta thấy cá bên kia thì cái này cũng đã làm sẵn hết luôn rồi, sạch sẽ luôn, quý vị có thể mua thấy cái nào thích mình mua bỏ vô, đã cắt sẵn luôn, quý vị cũng không có lo gì hết đó, quý vị thấy không, các loại cá, loại thịt đã làm sẵn, làm mang lóc dậy cái đồ này kia, cắt đuôi, cắt đồ này kia hết rồi, cho nên quý vị sẽ tiện lợi, không có lo gì hết, chỉ mua về và sử dụng mà thôi. Các cước rồi gia vị nấu. Ngoài ra quý vị sẽ thấy là phía bên này là có nguyên cái dãy mấy cái freezer luôn, đủ thứ hết, các loại rau củ quả, cho không có loại loại đồ đông lạnh đó quý vị. Dành thích ăn cá gì thì có cá đó, đủ loại hết. Ví dụ là cá sea bass steak, rồi tôm tép bạc, tép ruốc, tép bò gì kia, đủ loại hết. Rồi, đó quý vị thêm còn các loại cá, cá lóc này, cá bóng tượng này, rất là bự. Và wow, mấy con bự á. Rồi đuôi ếch cũng có luôn. Đuôi ếch là một cái vị như vậy. Đó, mấy con ếch này là 7.97 đồng. Ví dụ mời bạn bè tới làm một vài bịch như vậy là mình ếch chiên bơ đó quý vị. Tuyệt vời. Yes. Rồi chúng ta có mussel, clam, mấy loại heo sọ phến gì đó. Thì bên này thì chúng ta có thể làm lẩu cũng được nữa luôn ha. Hay là xào ốc hương, xào dừa này kia đó, là bên này tha hồ các loại ốc. Rồi nhộng, các chợ có thể, nhiều chợ không có, thì riêng chợ này có nhộng, có nghêu, hến rồi này kia, cái đầy đủ luôn. Một bì như vậy chỉ có 4.37 đồng, mà làm sạch sẽ hết luôn rồi. Chúng ta làm baby clam meat ấy. Rồi con này là con gì rồi mất rồi, con abalone á, là bào ngư, đúng rồi, bào ngư đó, abalone cũng có luôn, sẵn luôn, cho nên là những cái gì mà chúng ta cần có đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Rồi meatball, fish meatball, ok, cũng có đầy đủ hết luôn. Chúng ta có thể chiên cũng được, bên này lại có cái loại chiên ha. Rồi chúng ta có cái loại mà để nấu canh chua, có đầy đủ hết. Rồi mực đồ này kia có hết, không thiếu gì hết, cho nên quý vị tha hồ có sự lựa chọn cho mình. Chợ có đủ loại mặt hàng để quý vị lựa chọn, mà đây chỉ là nói những cái phần mình mà gọi là đồ đạc để mà ăn uống thôi nha, chứ còn mà đồ đạc dùng hay là những cái đồ mà rau củ quả hay là đồ gia vị này kia thì rất là mênh mông nữa. Chúng ta thấy trong những chương trình khác, quý vị đi coi mấy chương trình trước đó, quý vị sẽ thấy trong đó. Okay. Và một lần nữa, Trọng Phúc cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình đi chợ hàng tuần, thứ sáu hàng tuần, và trong ngày hôm nay thì chúng ta làm chương trình số 24 rồi quý vị ha. Rất là nhanh, thời gian trôi rất là nhanh. Và Trọng Phúc cảm ơn tất cả quý vị đã luôn ủng hộ và cũng đồng hành với chợ AZ International Marketplace cũng như chương trình của Việt News USA. Trước thềm năm mới, Trọng Phúc xin kính chúc tất cả quý vị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn thành công trong mọi công việc và làm buôn may bán đắt, và đặc biệt là an khang thịnh vượng, gia đình đầm ấm, sum vầy bên nhau trong mỗi những dịp lễ, và trong mỗi ngày chúng ta đều quan tâm với nhau. Và cũng đừng quên hãy luôn ủng hộ cho đài Việt News USA trong các chương trình, mỗi ngày đều có một chương trình, nên đã hy vọng tất cả quý vị sẽ cùng với chúng tôi tham dự tất cả các chương trình, theo dõi, bấm nút like vào mỗi video để cũng như chia sẻ video đến cho mọi người nha. Rồi Happy New Year, bye bye. Quảng cáo và tiếp cận với khách hàng là một công việc mà các doanh nhân cần phải làm và thường phải nhức đầu. Làm cách nào để có những business call, flyer, brochure, menu, gift certificate đẹp và chuyên nghiệp, đáp ứng được thị hiếu và mức độ sang trọng của thương hiệu? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị có những sản phẩm để hỗ trợ cho việc khẳng định thương hiệu của mình. Làm cách nào để tiếp cận với khách hàng
khi mọi người đều dùng smartphone để truy cập website? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647 để được hỗ trợ trong việc tạo dựng nên một website cho thương hiệu của mình, giúp hỗ trợ SEO, tạo sự dễ dàng cho việc kết nối với khách hàng của mình. Thành công của quý vị cũng là thành công của chúng tôi. Đừng chần chờ, hãy gọi ngay 602-481-2647, 602-481-2647. Chọn mặt gửi vàng, chọn thương hiệu để tạo dựng sự thành công. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Đi chợ giùm bạn ngày hôm nay. Chương trình sẽ tiếp tục phát hình vào mỗi thứ sáu hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 11 giờ sáng, live trực tiếp tại chợ AZ International Marketplace, hay còn gọi là chợ Mekong Mới, và sau đó sẽ truyền hình lúc 8 giờ tối cùng ngày trên channel YouTube Việt News USA. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chia sẻ. Mọi ý kiến đóng góp hay có những câu hỏi về chương trình, vui lòng liên lạc qua số phone 602-481-2647 hay email info.vietnewsusa@gmail.com.